Trà My kính chào quý vị đến với chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài VOA. Rất nhiều người trên thế giới, kể cả từ Việt Nam, muốn được đến sống ở Hoa Kỳ, nơi được xem là một miền đất hứa. Bước đầu lập nghiệp của các di dân trên đất Mỹ thường trải qua nhiều thử thách trong đời sống, văn hóa cũng như việc làm. Thông cảm và san sẻ với những khó khăn đó, nhiều người Mỹ đã quyên tặng quần áo, đồ dùng trong nhà cho tổ chức Goodwill. Sau đó, tổ chức phi lợi nhuận này sẽ đem bán các món hàng đó với giá rẻ tại các cửa hàng của họ rải rác khắp nơi ở Mỹ và ở nhiều nước khác. Số tiền thu được sẽ dùng để dạy nghề cho những người khuyết tật hoặc những người cần giúp đỡ, trong đó có những người mới tới Mỹ định cư. Hôm nay, Trà My mời quý vị theo chân thông tín viên Deborah Block ghé thăm một cửa hàng của Goodwill và một trung tâm dạy nghề của tổ chức này ở bên ngoài thủ đô Washington, cách đài VOA không xa. Anh De Ferreso đến từ Ethiopia và chị Ramanonora đến từ Madagascar đang soạn bản lý lịch cá nhân để chuẩn bị xin đi việc làm. Chị Rasaromara đến Mỹ cách đây 6 tháng theo diện di dân được quyền lao động tại Mỹ. Anh De Ferreso ở Mỹ 30 năm qua nhưng gặp khó khăn khi đi xin việc vì anh có nhiều khuyết tật, kể cả bị mù một con mắt. Hai anh chị này vừa học xong một lớp bồi dưỡng miễn phí kéo dài 3 tuần tại Goodwill để biết thêm cách đi kiếm việc làm giữa thời buổi kinh tế khó khăn. Tôi nghĩ rằng Goodwill là một nơi giúp đỡ tốt cho những người đang đi kiếm việc hoặc những di dân như chúng tôi. Goodwill giúp chúng tôi nắm bắt được những kỹ thuật đi xin việc làm trên đất nước Hoa Kỳ. Mỗi ngày tôi đến đây, tôi đều nhận được những ý tưởng tích cực, mang lại cho tôi hy vọng là rồi đây tôi sẽ tìm được việc làm. Chị Rasaromara đã tốt nghiệp đại học bên Madagascar và đã làm việc cho cơ quan viện trợ Mỹ tại đó. Bây giờ chị mong được đi làm cho một cơ quan viện trợ. Còn anh De Ferreso thất nghiệp từ nhiều năm qua và đang đi tìm một công việc hành chính. Tại trung tâm đào tạo của Goodwill, hai anh chị được tư vấn nghề nghiệp, được hướng dẫn cách trả lời phỏng vấn khi đi tìm việc và cách làm thế nào trình bày các kỹ năng của mình khi phỏng vấn. Bà Lisa Bauer, quản lý trung tâm này, nói rằng họ cũng được học cách soạn một bản lý lịch để xin việc. Mỗi quốc gia có cách soạn bản lý lịch khi đến xin việc khác nhau. Ở Mỹ này, người phỏng vấn trong đợi những người đi xin việc cho biết họ có những thành tích nào đặc biệt. Trong thực tế, nhiều người đi xin việc cần phải quảng cáo về mình cho thật mạnh. Nhiều nước khác không thích lối tự quảng cáo như vậy. Các di dân cũng được học về những khác biệt văn hóa có thể dẫn đến hiểu lầm trong khi trả lời phỏng vấn hoặc đã có thể đánh mất cơ hội được tuyển dụng. Tôi không biết ở bên Mỹ này người ta nghĩ khác khi thấy mình khoanh tay trước ngực. Bên nước tôi, khoanh tay trước ngực có nghĩa là mình đang chăm chú nghe người kia nói. Còn bên Mỹ, người ta xem khoanh tay trước ngực là một biểu lộ thiếu sự cởi mở. Anh De Ferreso nói rằng bây giờ anh hiểu được tại sao đối đáp trôi chảy rất quan trọng trong buổi phỏng vấn. Tôi đã được phỏng vấn lần đầu tiên, cách này khá nhiều năm. Lần đó khá lý thú, bởi vì đó là một kỷ niệm rất hay đối với tôi. Chị Rasaromara nói Goodwill cũng chỉ cho chị cách ăn mặc. Họ cho tôi phiếu nhận quần áo. Tôi có việc mang phiếu này đến bất kỳ cửa hàng nào của Goodwill để nhận quần áo và giày dép miễn phí. Goodwill có 2.500 cửa hàng khắp thế giới, đa số là ở Hoa Kỳ và Canada. Có 14 nước có cửa hàng Goodwill, chủ yếu là các nước vùng Caribe, châu Mỹ Latin và châu Á. Mới đây, có một cửa hàng khai trương tại Seoul, Nam Triều Tiên. Ông Jim Gibson, trong vai lãnh đạo Goodwill, nói rằng Goodwill giúp những người đi xin việc có một đánh giá thực tế về kỹ năng và năng lực của họ. Điều mà Goodwill muốn mang lại cho người khuyết tật và người di dân là sự tự tin cao, chỉ cho họ cách tìm hiểu sự kiện và trang bị cho họ những công cụ và sự ủng hộ cần thiết để họ thành công. Chị Rasaromara nói sự ủng hộ đó giúp chị nhiều hy vọng nay mai sẽ kiếm được việc làm. Đất Mỹ là đất của cơ hội, do đó tôi vẫn tin tưởng và chuẩn bị sẵn sàng khi cơ hội đến với tôi. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài VOA. Mời quý vị thường xuyên vào trang web www.voatiengviet.com, trang Facebook cũng như trang YouTube của VOA Việt ngữ để theo dõi những video phóng sự, thời sự được chúng tôi cập nhật thường xuyên mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.